Chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 9. Tôi lại ra ngồi nói chuyện về cuộc chiến tranh ở Ukraine một tí xíu. Như vậy hôm nay đã là ngày thứ 3 của tháng thứ 8 rồi. Thì theo dõi cuộc chiến tranh này trên mạng á, trong thời gian khoảng một tuần trở lại đây á, thì những cái hình ảnh mà nó để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất á, thì thật ra nó không liên quan đến chiến trường, không liên quan đến bom đạn, mà phần lớn là nó nằm ở hậu trường. Thì cái hình ảnh đầu tiên á, phải kể đến là cái việc hàng tầng tầng lớp lớp người Nga từ mọi miền đất nước, họ ròng rắn họ đổ về các cái cửa khẩu với cái mục đích duy nhất á, là tìm mọi cách để mà tháo chạy khỏi nước Nga. Cái hình ảnh tiếp theo á, thì nó diễn ra ngay tại nước Nga, trong lòng của nước Nga, khi mà rất nhiều hình ảnh, rất nhiều đoạn phim cho thấy á, là các cái lực lượng cảnh sát, các cái lực lượng vũ trang của Nga đó, họ bố ráp, họ vây bắt từ những cái người biểu tình phản chiến cho đến những cái đối tượng nằm trong cái độ tuổi nhập ngũ, với mục đích là để ném vào cuộc chiến tranh nè. Rồi cái hình ảnh cuối cùng á, thì liên quan đến cái hoạt động của cái ở cái nghị trường Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc á, ở thành phố New York của Mỹ á. Ở cái nghị trường của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc á, thì chúng ta có thể là thấy cái cảnh á, là các cái chính khách hàng đầu thế giới á, họ thay nhau họ đăng đàn để mà họ chỉ trích, họ sỉ vả nước Nga, sỉ vả ông Putin về cái cuộc chiến tranh này. Đỉnh điểm trong những cái phát biểu này á, thì có thể kể ra là cái ông chủ tịch hội đồng châu Âu, là cái ông Charles Michel á, hay là cái ông thủ tướng của Ireland. Hai cái vị này á, thì họ không chỉ dừng lại ở cái việc á, là họ chỉ trích, mà họ còn nâng cao lên nữa. Theo đó là họ đề xuất á, là phải trục xuất nước Nga ra khỏi cái ghế thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Thì trong cái quan điểm cá nhân tôi á, thì đây chính là ba cái hình ảnh mà nó để lại cái ấn tượng sâu sắc nhất. Lý do á, thì theo đánh giá cá nhân của tôi á, thì đây chính là những cái bằng chứng không thể sinh động hơn. Nó chứng tỏ là đây là những cái thất bại nữa của nước Nga, của ông Putin trong cuộc chiến tranh này. Rõ ràng là như thế thôi. Không thất bại sao được, khi mà người ta cái cuộc chiến tranh này á, là do chính thân Putin ông là cái bên phát động, nhân danh cái việc á, là để bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga ở Ukraine, giải phóng cái đất nước Ukraine khỏi cái chế độ tân phát xít. Đó là những cái lý do mà để họ nhân danh họ phát động ra cuộc chiến tranh này. Tuy nhiên cái sự thật đến hôm nay thì sao? Đến hôm nay á, thì ngay chính những người Nga tại cái đất nước Nga, những cái công dân Nga đích thực, họ lại phải bỏ chạy vì cái cuộc chiến tranh này. Rồi những cái người mà chưa kịp bỏ chạy hoặc là chưa không thể chạy á, thì lại bị các cái lực lượng cảnh sát, các cái lực lượng vũ trang họ vây, họ bắt, với cái mục đích là để ném vào cuộc chiến tranh này thôi. Tôi xem ở trên mạng thì thấy có rất nhiều cái đoạn video, trong đó là chiếu cái cảnh là đến hàng chục cảnh sát, thậm chí là cảnh sát có vũ trang vây bắt một cái anh thanh niên, để rồi anh này anh phải chạy vòng vòng, giống như cái cảnh hồi còn nhỏ, còn ở quê tôi dí tôi đu gà đu vịt chứ. Thì với những cái tình tiết này nè, thì nếu không gọi đó là thất bại thì tôi cũng không biết gọi đó là gì. Thì nói về những cái thất bại của ông Putin, của nước Nga trong cuộc chiến tranh này, thì thật ra tôi nói nhiều rồi, nói từ những ngày đầu rồi, thậm chí là từ rất lâu rồi tôi đã có những cái bình luận mà trong đó tôi khẳng định rằng một cái thất bại toàn diện và cuối cùng cho nước Nga, cho ông Putin là cái điều gần như không thể tránh được, không thể tránh khỏi. Lý do để tôi đưa ra cái nhận định đó thì thật ra nó cũng chẳng có gì cao siêu. Đó là cái việc trong một cái thế giới hiện đại như ngày nay thì làm sao mà ông Putin ông có thể chiến thắng khi mà mọi yếu tố gần như nó chống lại ông hết. Làm sao mà nước Nga họ có thể giành chiến thắng trong cái cuộc chiến này khi mà gần như là có thể nói là cả cái thế giới quay lưng lại với họ.
nói về cái việc mà thế giới quay lưng lại với nước Nga đây nè. Thì mới đây tôi đọc ở trên báo chính thống á, thì tôi thấy có một bài báo là họ đang tải cái thông tin, theo đó là họ cho biết là phía Triều Tiên á, Bắc Triều Tiên á, họ khẳng định là sẽ không bao giờ họ chuyển vũ khí để mà nước Nga họ sử dụng trong cuộc chiến tranh này. Thì cái sự việc mà đến bây giờ một đất nước như Triều Tiên á, mà họ còn không muốn dây vào Nga để làm hoang ố thêm cái hình ảnh của họ, thì mình có thể thấy là cái tình trạng đến bây giờ là thật sự là nó nghiêm trọng lắm rồi. Rồi có thể kể ra là như Trung Quốc chẳng hạn, đối với cái cuộc chiến này á, thì thật ra mà nói á, từ đầu á, chính cái nước Trung Quốc á, là cái đồng minh, là cái chỗ dựa mà ông Putin ông tin cậy nhất và có thể nói là đáng kể nhất, và không và có thể là phần nào đó có thể khẳng định luôn là chính Trung Quốc là một trong những cái nhân tố mà để mà thúc đẩy cuộc chiến tranh này nó nổ ra. Tuy nhiên đến hôm nay thì sao, nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta có lẽ cũng 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 biết rồi, tức là ở cái hội nghị, ở cái diễn đàn hợp tác Thượng Hải vừa rồi á, thì chính ông đích thân ông Tập Cận Bình á, ông đã to tiếng ông yêu cầu ông Putin là phải dừng ngay lập tức và vô điều kiện cái cuộc chiến tranh này lại. Rõ ràng là cái phản ứng của Trung Quốc đến bây giờ là nó vô cùng quyết liệt và mạnh mẽ, trong khi ở những cái thời khắc đầu tiên á, ở những thời khắc đầu tiên của cuộc chiến tranh này thì tôi còn nhớ rất rõ là trong khi gần như là cả thế giới này họ lên tiếng họ phản đối á, thì Trung Quốc khi đó gần như là cái quốc gia duy nhất mà họ lên tiếng họ biện minh và họ bảo vệ nước Nga. Tôi còn nhớ là cái cảnh bà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc á, là bà Hoa Xuân Ánh á, bà đang đàng bà nói rằng là đây không phải là một cuộc chiến tranh xâm lược, và những cái lời lẽ trong cái bài phát biểu đó của bà thì nó tập trung vào cái việc là ngụy biện cho cái hành động của nước Nga. Rồi sau đó cái thái độ Trung Quốc họ cứ thay đổi dần 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 dần, và đỉnh điểm á, là cái cú quay xe của ông Tập Cận Bình, và nó là ông quay xe 180 độ luôn. Rồi Ấn Độ thì từ đầu cuộc chiến đến giờ á, thì Ấn Độ có thể nói là một trong số ít những cái nước lớn mà cũng giống tương tự như Trung Quốc, tức là họ không tỏ thái độ về cuộc chiến này, họ không lên tiếng phản đối, họ không tham gia áp đặt lệnh trừng phạt, thậm chí á, là ông Ấn Độ ông còn học theo cái sách của Trung Quốc nữa, tức là ông lợi dụng cái lúc tranh tối tranh sáng á, ông thu mua tài nguyên của nước Nga với số lượng lớn giá rẻ. Tuy nhiên mới đây thì cũng chính tại cái diễn đàn hợp tác Thượng Hải đó, thì ông Narendra Modi là ông thủ tướng của Ấn Độ đó, ông cũng nói trực tiếp với ông Putin luôn, ông thể hiện cái thái độ là Ấn Độ đã phản đối cuộc chiến tranh này và kêu gọi là ông Putin tốt nhất là nên dừng cuộc chiến này lại. Và đồng thời á, là Ấn Độ họ cũng khẳng định á, là họ sẽ không mua dầu khí của Nga nữa. Thì trong thực tế á, thì có rất nhiều quốc gia, tuy nhiên là tôi chỉ kể ra những một vài cái trường hợp nó tiêu biểu, nó điển hình thôi, còn lại thì còn thực tế thì có rất nhiều quốc gia nữa, như là Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, hay là thậm chí đến một số cái nước Cộng hòa ở Trung Á mà thuộc Liên Xô cũ trước đây đó, như Kazakhstan chẳng hạn. Từ trước đến giờ thì những cái nước này vẫn được xem là phần nào đó có thể xem là chư hầu, là săn sao của nước Nga, tuy nhiên là đến giờ họ cũng quay xe luôn rồi. Thì rõ ràng là trong một cái thế giới như thế thì làm sao mà nước Nga họ chiến thắng được, làm sao mà ông Putin ông chiến thắng được trong cái cuộc chơi này, cái điều đó là không thể, bất chấp cái việc á, là trong cái thời gian gần đây á, thì bên nước Nga họ có rất nhiều cái nỗ lực, bên phía ông Putin ông có rất nhiều cái nỗ lực để mà ông giúp, ông hy vọng á, là sẽ xoay chuyển được cái tình hình, từ cái việc là họ vội vã họ sáp nhập đất đai lãnh thổ, đến cái việc là ông Putin ông ban bố cái lệnh động viên một phần ở trong nước, rồi ngay cả đến cái hành động của Duma quốc gia Nga đó, tức là cái Hạ viện Nga đó, họ vội vàng họ điều chỉnh, họ sửa một loạt các cái điều luật với cái mục đích duy nhất á, là họ muốn dồn ép công dân Nga vào cuộc chiến tranh này. Tuy nhiên á, là cho dù là Nga họ có nỗ lực cả nào đi nữa thì tôi vẫn kiên định một cái nhận định rằng á, là cái thất bại cuối cùng cho họ là một cái điều tôi nghĩ là gần như không thể đảo ngược được. Thì riêng về những cái nỗ lực của phía Nga đây nè, thì trong một cái hai cái video phát gần đây á, thì tôi đã có bình luận tương đối nhiều rồi.
Trong đó thì tôi cũng có nói về cái động cơ và cái mục đích của những cái nỗ lực này. Rồi qua đó thì tôi cũng đã khẳng định rằng là bất chấp những cái nỗ lực đó thì cái kết quả đối với nước Nga, đối với quân đội Nga là tôi tin rằng là cũng không thay đổi. Dù là bây giờ ông Putin ông có động viên một phần hay là ông có động viên toàn phần đi nữa thì cái kết quả cuối cùng là nó vẫn không thay đổi. Bởi vì thật ra nó đơn giản thôi. Từ đầu cuộc chiến đến giờ thì quân đội Nga với cái thành phần là quân đội chính quy, binh hùng tướng mạnh, rồi vũ khí thì giàu giàu, mà họ còn không làm nên cơm nên cháo gì được. Huống hồ chi giờ đây thì với cái lực lượng động viên đó, nói thẳng ra chỉ là một cái đội quân tạp nham và ô hộp thôi. Còn vũ khí thì đến giờ này có thể nói là cũng cạn kiệt rồi. Thì liệu là ông Putin ông hy vọng gì vào cái những cái nỗ lực này? Hay là những cái hành động họ vội vã, họ sáp chập đất đai lãnh thổ chẳng hạn? Thì dưới góc nhìn cá nhân tôi thì thật ra nó cũng chẳng giúp được gì cho nước Nga đâu. Cái ý đồ của họ trong cái việc họ sáp nhập lãnh thổ này thì rất là rõ. Và tôi cũng đã bình luận tới trong một hai cái video trước đây rồi. Đó là cái việc cái ý đồ cao nhất của họ là nhằm họ muốn dựng nên một cái kịch bản rằng là nếu mà Ukraine tấn công vào đây thì đồng nghĩa với việc là tấn công vào lãnh thổ họ. Và khi đó thì ông Putin ông có cớ để mà ông đem vũ khí hạt nhân ra ông lại dọa. Thế thôi, chứ còn không có. Tất nhiên là nó cũng còn nhiều mục đích khác nữa. Có thể là ông Putin ông cũng muốn nha, ông cũng muốn rằng là cái việc mà vội vàng sáp chập những cái vùng lãnh thổ này vào biên giới Nga thì phần nào đó là nó đem lại cho ông những cái thành quả nhất định để mà giúp cho ông xoa dịu những cái sự phản đối ở trong nước, xoa dịu những cái thế lực mà họ đang bất mãn á. Thì ông muốn có những cái thành quả nó mơ hồ như thế để mà ông trấn an rồi ông mỹ dân thôi. Và cuối cùng á thì nó cũng chẳng giúp gì cho phía Nga hết. Bởi vì riêng về cái việc mà đe dọa vũ khí hạt nhân á thì thật ra từ lâu là tôi cũng đã có đề cập tới việc này rồi. Tức là những gì mà người Nga họ có thể làm á là tôi nghĩ họ cũng chỉ dừng lại ở mức là hù dọa thôi. Chứ còn dưới góc độ quan điểm riêng á thì tôi cho rằng là thật ra ông Putin không có mọc cánh nữa, ông cũng không dám, ông cũng không dám xài tới vũ khí hạt nhân nữa. Cho nên là chung quy lại thì dù với những cái nỗ lực đó thì cũng chẳng giúp gì cho nước Nga, chẳng giúp gì cho ông Putin, và kết quả cuối cùng thì tôi tin rằng là nó vẫn không thay đổi. Thậm chí là với những cái nỗ lực đó thì không những là nó không giúp gì cho ông Putin rồi, mà nó ít nhiều là tôi cho rằng thậm chí là nó còn phản tác dụng nữa. Đó là với những cái nỗ lực này á, như cái việc mà ông vội vã sáp nhập lãnh thổ rồi ông động viên lực lượng này kia đó, thì vô tình là ông để lộ một cái sự thật rằng á là quân đội Nga đang thất bại. Rõ ràng là quân đội Nga đang thất bại thôi. Bởi vì có thất bại thì người ta mới, ông mới phải động viên thêm lực lượng, chứ còn đang chiến thắng thì ông động viên thêm làm gì? Bởi vì quân đội Nga trong cái cuộc chiến tranh này họ là phe mạnh mà, họ là kẻ mạnh mà, và chính họ là cái người phát động, chủ động phát động ra cuộc chiến tranh này và họ chủ động xâm lược, chứ họ đâu phải là bên cái đội quân mà chiến đấu để bảo vệ đất nước đâu. Cho nên là thật ra bên Nga họ chẳng có lý do gì để mà họ động viên lực lượng hết, ngoại trừ một cái lý do duy nhất là họ thất bại. Họ đang thất bại cho nên họ mới phải huy động thêm lực lượng thôi. Hay là cũng chính với những cái nỗ lực này á, thì một phần có thể là một phần nào đó thì ông Putin ông cũng để lộ cái ý đồ trong thời gian tới của ông luôn. Đó là rất có thể là gần như chắc chắn á, là ông Putin ông sẽ tiếp tục ông đặt cược vào cuộc chiến tranh này. Ông tiếp tục phiêu lưu với cuộc chiến tranh này và tiếp tục đánh đu với cái tính mạng của người Nga, của người Ukraine. Thì cái ý đồ của ông Putin đối với cái việc này á, thì như trước đây tôi trong một hai cái video gần đây tôi cũng đã có đề cập tới rồi. Đó là có lẽ là trong thâm tâm ông á, thì ông cũng muốn rằng á, là cái việc mà ông đánh đu với cái cuộc chiến tranh này, ông tiếp tục phiêu lưu với nó á,
thì đem lại cho ông một cái hy vọng rằng á, đến một cái lúc nào đó thì thế giới này họ sẽ mệt mỏi, họ sẽ chán nản và họ sẽ bỏ rơi Ukraine. Hoặc á, là đến một cái thời điểm nào đó thì chính người Ukraine họ cũng mệt mỏi với cuộc chiến này, họ cũng chán nản, và khi đó thì không chừng họ lại nhượng bộ ổng. Thì có lẽ cái ý đồ của ổng là tôi nghĩ là như thế thôi. Chứ còn cái tôi nghĩ là chính ông Putin bây giờ hơn ai hết, ổng là người rõ nhất là ổng gần như ổng không có cơ hội để đảo ngược cuộc chiến tranh này nữa. Tuy nhiên là do cái việc là ổng bắt đầu cuộc chiến tranh này với một cái sự tự tin nó quá lớn, rồi ổng đao to búa lớn, ổng không để cho ổng có đường lui, cho nên bây giờ thật ra là gần như ổng không có sự lựa chọn nào ngoài cái việc là tiếp tục phiêu lưu với nó hết. Thì đó là cái quan điểm cá nhân của tôi xoay quanh một vài cái vấn đề nó diễn ra trong mấy ngày vừa qua, khoảng một tuần vừa qua. Thì thật ra thì tôi theo dõi cuộc chiến tranh này từ đầu, theo dõi trên mạng, trên truyền thông rồi này kia. Thì cho đến ngày hôm nay á, thì thông qua các cái diễn đàn mạng á, thì tôi vẫn thấy được một cái điều rằng á, là vẫn còn rất nhiều người họ suy nghĩ theo cái kiểu rằng á, là cái cuộc chiến tranh này là sản phẩm của Mỹ, của phương Tây, rằng Mỹ và phương Tây là những cái bên mà xúi dục, giật dây để mà tạo ra cuộc chiến tranh này, để rồi bây giờ là họ ngồi họ hưởng lợi, và nhằm mục đích á, là để tiêu diệt nước Nga. Hay là như cũng có rất nhiều người á, là thậm chí á, họ còn cái tội ông Zelensky á, họ còn quy cho cái ông này á, là cái thế lực do Mỹ dựng lên để mà tạo ra cái cuộc chiến tranh này. Thì nói thật ra thì cái quan điểm cá nhân thì tôi không có bàn, tại vì quan điểm cá nhân thì mỗi người một cách, bởi vì mỗi người là có một sự nhìn nhận, một sự đánh giá khác nhau, cho nên tôi không bàn tới những cái quan điểm cá nhân. Tuy nhiên dưới góc độ riêng tôi á, thì tôi hoàn toàn là bác bỏ những cái suy nghĩ đó, hoàn toàn là không có đồng tình với những cái nhận định cái kiểu như đấy. Và chừng mực nào đó thì tôi gọi đánh giá rằng á, là những cái người mà họ có cái suy nghĩ kiểu như đó, có cái lập luận cái kiểu đó, thì có lẽ cái điều đầu tiên á, là họ có cái kiểu tư duy nó lấu mòn. Rồi không loại trừ cái khả năng á, là họ có cái phần nào là họ có cái định kiến ở trong đó. Tức là với những người họ có suy nghĩ cái kiểu này nè, thì thông thường á, là tôi thấy rằng á, là họ thường hay có cái cách nghĩ á, là cứ cái thế giới này cái điều gì tốt đẹp á, thì đó là công của Liên Xô, công của Nga. Còn bất kể những cái điều gì mà xấu xa ở đâu, ở mọi ngóc ngách trên thế giới này á, thì đó là lỗi của Mỹ, của phương Tây, của cái thế giới tư bản. Thì cho đến bây giờ tôi thấy vẫn rất nhiều người họ tư duy theo kiểu này. Thậm chí là trong một tôi có một vài người quen á, có thể gọi là bạn á, họ cũng có cái lối tư duy kiểu đó. Cứ bất kỳ đâu trên ngóc ngách nào trên thế giới này mà có xung đột hay là có căng thẳng gì á, thì y như rằng là họ mở mồm ra là họ nói y chang cái kiểu đó, là do Mỹ, do phương Tây giật dây. Riêng về cá nhân tôi á, thì tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng là thật ra cuộc chiến này nó nổ ra là chẳng liên quan gì tới Mỹ, tới phương Tây hết. Bởi vì Mỹ và phương Tây thật ra họ chẳng rảnh đâu để mà họ đi chặt ngoái, họ đi giật dây, để rồi cuối cùng á là tạo ra cho ông Putin một cái cớ để mà ông chiến tranh xâm lược, để mà ông chiếm đất đai, lãnh thổ, vẽ lại biên giới hết. Thật ra phương Tây họ đâu có ngu đâu mà họ lại để tạo ra cho ông Putin một cái cơ hội như thế. Đặc biệt là thế giới vừa trải qua mấy năm đại dịch, ngay cả đến những cái siêu cường như Mỹ đi nữa thì thật sự là bây giờ họ cũng khó khăn lắm. Và cái điều mà họ cần nhất bây giờ là họ cần thời gian, họ cần nguồn lực để mà khắc phục cái hậu quả của đại dịch. Chứ họ đâu có rảnh đâu mà để gây chiến, để rồi giờ đây cứ phải hết tài trợ cho Ukraine, hết gói này tới gói khác. Không bao giờ có chuyện đó. Mà cái lý do thật sự của chiến tranh này á, thì như tôi đã bình luận từ lâu rồi, tôi đã nêu cái quan điểm từ trong những cái video đầu tiên rồi, đó là nó xuất phát từ những cái ảo vọng, những cái mà ý tưởng điên cuồng của ông Putin thôi. Nói chung là từ ông Putin mà ra cả.
từ những cái sự ảo tưởng, những cái tham vọng nó điên cuồng của ông, để rồi nó dẫn tới cuộc chiến tranh này thôi. Thì về cái việc này thì chúng ta cũng phải nói thêm một tí xíu, đó là dưới góc độ cá nhân của tôi thì tôi thấy rằng là thật ra là thật sự là ông Putin ổng mang trong người ổng những cái căn tính của một người Nga điển hình. Thì nói về dân tộc Nga thì dưới góc độ cá nhân thì tôi thấy rằng thật ra cái dân tộc Nga thì họ chẳng có gì hết, họ là một cái dân tộc đặc bình thường, thậm chí là rất bình thường luôn. Họ không có cái tố chất nào nổi bật hết, họ không thông minh như người Do Thái, họ cũng chẳng có cái tính kỷ luật như người Nhật. Thậm chí là phần nào đó là tôi lại thấy rằng là cái, có lẽ là từ xuất phát từ yếu tố lịch sử, tức là trước đây thì nước Nga họ từng bị Đông Mông Cổ đô hộ trong nhiều thế kỷ. Chính vì lẽ đó mà có lẽ như là phần nào đó thì người Nga họ ít nhiều họ bị ảnh hưởng, họ bị đồng hóa bởi những cái đức tính của người Mông Cổ. Những cái đức tính của người Mông Cổ xưa đó, Mông Cổ mà cái thời Thành Cát Tư Hãn á, tức là họ ít nhiều họ bị tiêm nhiễm, họ bị đồng hóa những cái tính chất của người Mông Cổ, những cái đặc trưng của người Mông Cổ, như là cái tính hung hãn, cái tính hiếu chiến này kia đó. Tôi nhận thấy ở người Nga những cái đức tính này, mặc dù là tôi chưa đi đến Nga bao giờ, tuy nhiên là tôi cũng có tiếp xúc với một số người Nga họ sống và họ làm việc ở Việt Nam đấy, thì tôi có cái nhận định nó sơ bộ nó như thế. Và có lẽ là những cái tố chất, những cái đức tính này nè, thì hình như là nó hội tụ đầy đủ trong con người của ông Putin, dẫn tới ổng, dẫn tới một cái hệ quả là ổng từ lâu rồi ông cứ mơ mộng về cái chuyện là phục hưng lại cái vị thế của nước Nga, phục hưng lại cái vai trò, cái tầm vóc của nước Nga, như trở lại như cái thời Liên Xô, hay là thậm chí là cái thời mà đế quốc Nga trước cách mạng tháng 10 á. Ông cứ từ lâu rồi, từ khi ông lên làm tổng thống tới giờ rồi, là trong tâm can của ông Putin đó, là ông cứ ông mơ mộng về cái chuyện là phục hưng lại cái đế chế Nga hết trơn á. Từ đó là nó thôi thúc ông phải thực hiện chiến tranh, phải xâm chiếm đất đai, mở rộng lãnh thổ, để mà thứ nhất là nhằm cái mục tiêu là phục dựng lại cái Liên Xô, phục dựng lại, khôi phục lại cái biên giới của Liên Xô. Đồng thời là thông qua cái việc mà chiếm đất đai lãnh thổ thì ông sẽ góp phần ông gián tiếp gây chia rẽ ở cái thế giới phương Tây, làm cho cái thế giới phương Tây họ suy yếu đi. Từ đó là tự động là cái vị thế của nước Nga nó sẽ được nâng lên, cái vai trò của nước Nga nó sẽ lớn lên. Thì đó là một trong những cái lý do mà thôi thúc cái cuộc chiến tranh này nó nổ ra thôi. Và nó hoàn toàn là xuất phát từ cá nhân của ông Putin, chứ nó chẳng liên quan gì tới Âu Mỹ gì ở đây hết. Thì đó là quan điểm cá nhân của tôi. Thì nói cho thật ra là đối với một công dân Nga, và đặc biệt khi đó khi là một tổng thống nữa, thì cái việc mà ông Putin ông mơ mộng về cái việc mà nâng cao vị thế của nước Nga rồi này kia, thì thật ra tôi nghĩ thì thật ra nó cũng chẳng có gì sai. Bởi vì là một công dân, thậm chí là một tổng thống, thì cái việc mà muốn đất nước mình nó được tôn trọng, được có vị thế cao trên trường quốc tế, thì cái chuyện đó nó là một cái điều hợp lý và rất là bình thường. Tuy nhiên dưới góc độ cá nhân thì tôi cho rằng cái vấn đề ở đây là ông Putin ông đã chọn sai cách để thực hiện nó. Tức là cái tham vọng của ông thì tôi cho rằng là thật ra là nó hợp lý, nó đúng thôi, không có gì sai hết. Tuy nhiên là ông chọn cái con đường đi đến đó là nó sai mất tiêu rồi, nó sai rồi. Đáng ra là khi ông có cái tham vọng đó, thì nếu mà ông chọn cái cách là thân thiện với cái thế giới phương Tây, gần gũi với cái thế giới văn minh, rồi ông thực hiện thúc đẩy phát triển kinh tế, cải cách xã hội, để mà cuối cùng làm sao đó cái xã hội Nga phải là một cái xã hội văn minh, cởi mở, nền kinh tế Nga phải là một cái nền kinh tế mạnh và bền vững, và người Nga là phải được hưởng những cái phúc lợi cao, rồi cái nguồn lợi từ cái việc mà ông bán tài nguyên đồ này kia đó
thì đáng ra là ông phải đầu tư vào, ông đầu tư mạnh vào giáo dục, vào khoa học kỹ thuật, vào nghiên cứu, để làm sao đó mà cái nước Nga là phải có một cái nền giáo dục hàng đầu, rồi cái khoa học kỹ thuật của Nga là nó phải có nhiều cái phát minh, nhiều cái sáng chế để mà đóng góp vào cái sự văn minh tiến bộ của loài người, của nhân loại. Thì nếu mà ông Putin ông có cái tham vọng đó và ông thực hiện cái con đường đó, và khi mà một nước Nga họ đạt được á, thì tôi nghĩ rằng cái vị thế về một cái nước lớn, về một cái cường quốc thì nó tự nhiên nó đến với Nga thôi. Chứ khi đó thì ông Putin ông chẳng cần phải gào thét gì hết, tự động là nước Nga trở thành có vị thế của một cường quốc thật sự thôi. Và cái sự tôn trọng của thế giới dành cho nước Nga khi đó thì tôi nghĩ là nó cũng đến như một cái lẽ tự nhiên thôi. Ông chẳng cần phải gào thét gì hết. Tuy nhiên là đáng tiếc trong thực tế thì ông Putin ông lại không chọn cái cách đó, mà ông lại chọn cái cách ngược lại. Tức là cái nước Nga sau 20 mấy năm ông làm tổng thống á, thì một khi mà nhắc đến kinh tế Nga đó, thì gần như là thế giới này người ta cũng chỉ biết về dầu mỏ và khí đốt là hết. Thật sự là nước Nga ngoài cái chuyện bán tài nguyên ra thì gần như họ chẳng có gì hết. Rồi về khoa học kỹ thuật thì sao? Thật sự là ở góc độ cá nhân là tôi không thấy cái đóng góp nào của nước Nga cho cái nền, cho sự tiến bộ của nhân loại. Gần như là nước Nga họ, tôi thấy là họ chẳng làm ra được cái gì hết, chẳng có cái cống hiến gì cho thế giới hết. Nếu quý vị nào mà xem video mà biết được những cái đóng góp nào về mặt khoa học kỹ thuật nào của nước Nga thì có thể là comment để mà mình trao đổi, mình mở mang thêm kiến thức. Còn thật sự là dưới góc độ cá nhân tôi là tôi không thấy cái đóng góp nào đáng kể nào của nước Nga vào cái sự phát triển của loài người ấy, vào cái sự văn minh tiến bộ ấy. Ngược lại á, thì tôi thấy là nói đến nước Nga thì thứ nhất là bán tài nguyên, trong đó vẫn đặt điển hình là dầu mỏ và khí đốt, trong cái thứ còn lại là bom nguyên tử hết. Thì thử hỏi một cái đất nước như thế thì làm sao mà nhận được cái sự tôn trọng của thế giới. Đáng ra là cái lợi tức từ bán tài nguyên á, thì tôi nghĩ là ông Putin ông phải đầu tư vào cái việc, những cái việc đó. Tuy nhiên là trong thực tế thì ông lại làm ngược lại. Ông lại đem tiền từ bán dầu mỏ rồi này kia đó, ông đem đi, thứ nhất á là ông nuôi cái đám quan chức tham nhũng, rồi ông nuôi cái bộ quốc phòng với cái đám tướng tá thì toàn là, tôi thấy là toàn là bắt tài vô dụng không à. Rồi ông nuôi cái bộ máy an ninh khổng lồ để mà đàn áp. Rồi ông đi nuôi cái đám Lula, cái đám chư hầu á, cái kiểu giống như là Ramsan Kadyrov rồi đó, để mà mua cái sự trung thành của họ. Rồi còn lại đồng nào á thì ông vác đi, ông đầu tư vào nghiên cứu, vào chế tạo bom hạt nhân, vũ khí hạt nhân, để rồi hết lần này đến lần khác cứ vác ra đe dọa thế giới không. Thì thử hỏi một đất nước như thế thì làm sao mà trở thành cường quốc được, làm sao mà nhận được sự tôn trọng của thế giới được. Ông có cái tham vọng đó thì tôi nghĩ vào lúc này đối với ông Putin á, thì cái việc mà ông cần phải làm á là ông làm sao để cho nước Nga họ cũng có được những cái như là Microsoft, như là Google, như là Tesla, như là Apple rồi Boeing rồi cái kiểu như những cái gì mà Mỹ họ đang có đó. Rồi khi đó thì mới nói chuyện là ông mới phàn nàn về cái chuyện là tại sao thế giới không tôn trọng nước Nga. Khi đó thì cái, nếu mà ông làm được như thế thì ông đòi hỏi về cái vị thế một cường quốc thì tôi cho rằng là nó rất là chính đáng. Chứ trong khi bây giờ thì ông phát động cuộc chiến tranh xâm lược để mà chiếm đất đai lãnh thổ ngay giữa châu Âu, rồi cũng chính từ cái cuộc chiến tranh đó, gần như một cái điều chắc chắn luôn, tôi khẳng định 100% luôn là chắc chắn với cái cuộc chiến tranh này là nước Nga họ sẽ lụng bại. Rõ ràng là đó là một cái thực tế không thể thể cưỡng lại được. Chưa biết là cái kết quả cuối cùng của cuộc chiến tranh này nó sẽ, cho dù bất chấp cái kết quả cuối cùng nó có như thế nào đi nữa, thì tôi nghĩ là cái chuyện mà nước Nga nó lụng bại là cái chuyện nó gần như là một cái thực tế nó rất khách quan. Thì trong khi ông Putin giờ ông đang ngồi ở nước Nga, ông phá hoại cái nước Nga, ông làm cho cái nước Nga, ông đưa cái nước Nga đến cái chỗ lụng bại,
thì ở bên kia bên bên kia cái Đại Tây Dương á, thì nước Mỹ mới đây cách đây mấy ngày á, thì NASA á, cái cơ quan vũ trụ NASA của Mỹ đó, họ công bố họ về cái kế hoạch là họ chuẩn bị họ phóng một những cái thử nghiệm một cái tên lửa. Và mục đích á, mục đích của tên lửa này á, là để mà trong tương lai á, thì họ sẽ đánh chặn những cái thiên thạch, những cái vật thể lạ mà nó va vào trái đất á, nó có nguy cơ va vào trái đất á, thì họ sẽ dùng cái tên lửa này để mà họ đánh chặn nó. Nó nôm na là cái tên lửa này nó dạng một cái kiểu như là vũ khí phòng không của trái đất á. Thì về cái việc này thì mới nghe thì có vẻ nó xa vời, tuy nhiên á, đối với cái thiên hà cái vũ trụ này thì khả năng nó không phải là không có. Cái chuyện mà trong cái ngân hà này hàng tỷ hành tinh nó di chuyển đó rồi có ngày nó va lại với nhau, thì cái chuyện đó là tôi nghĩ là nó thực tế, và trong thực tế nó cũng từng xảy ra rồi. Chỉ may mắn là những cái thiên hà mà nó va vào trái đất thì nó nhỏ thôi, chứ nó va với nhau thì nó nhỏ thôi, chứ thực tế là cái chuyện mà các cái thiên hà nó va với nhau chưa phải là chưa từng xảy ra. Thì chính vì cái điều đó mà trong mấy năm qua, trong khi ông Putin ông ngầu ông ấp ủ về một cái cuộc chiến tranh xâm lược á, thì người Mỹ họ lại nghiên cứu, họ tập trung họ đầu tư để họ nghiên cứu cái việc này với cái mục đích á, là cái giống như cái kiểu là họ phòng không cho họ tạo ra một cái hệ thống phòng không cho trái đất á. Nếu mà trong tương lai nào đây có một cái thiên hà nào đó họ nó hướng về trái đất á, thì họ sẽ dùng cái tên lửa này để mà họ làm lệch cái hướng đi, họ bắn ra để mà làm lệch cái hướng đi của cái thiên hà đó, để mà tránh một cái thảm họa cho cả cho nhân loại. Thì rõ ràng mình phải nói sòng phẳng ra là một đất nước muốn có một cái vị thế cao, muốn được thế giới tôn trọng, thì cái điều đầu tiên á, là phải có đóng góp cho nhân loại, phải có nhiều cái phát minh, phải có nhiều cái sáng chế đóng góp vào cái sự văn minh tiến bộ của nhân loại. Rồi cái đất nước đó là họ phải hiền hòa, phải hữu hảo với thế giới. Chứ một cái đất nước mà tối ngày cứ đem hết lần này tới lần khác cứ mang vũ khí rồi ra hạt nhân ra đem mang bom nguyên tử ra hù dọa, rồi lại gào thét lên bảo sao là thế giới không tôn trọng, thì thật sự là một cái điều nó rất là mâu thuẫn và nó vô lý. Thì đó là vài cái quan điểm cá nhân tôi xoay quanh những cái diễn biến của cuộc chiến này, và cũng là một số cái tôi cũng bình luận dựa trên một số cái ý kiến mà tôi xem được trên các cái diễn đàn mạng á. Rồi thì cảm ơn quý vị đã xem video và đã ủng hộ cho kênh. Quý vị nào xem thì nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh, bấm like. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bye bye.